nước ép trong biển Camilla từ tinh chất trong biển tự nhiên, thật sự khác biệt. Xin mời nhóm thí sinh Dương, Tấn, Phát. What? Cái gì mà trời ơi trời, đang đám cưới hả? Lộng lẫy vậy trời. Rồi, mời giới thiệu em. Dạ, em xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và anh Ngô Kiến Quy cùng toàn thể tất cả các bạn đang ở trong trường quay. Tụi em đến từ Bạc Liêu. Em là Dương Phát, bạn này là Khắc Nguyễn, bạn này là Trọng Nghĩa, bạn kia là Bảo Khoa. Tụi sao em là... gái mà tên đàn ông dữ vậy? Mà sao có giọng, giọng à, không giống cái hình ha. Tại tụi em trai nên giọng nó đục. Tụi em là bạn nhau hả? Dạ, tụi em là chung một team của chuyên viên make up. Tụi em là chuyên viên hết. À, tụi hey, em làm make up. Hay gì làm tóc tai mặt mày quá đã. Đẹp quá mà. Đẹp. Nhưng mà xưa giờ có theo diễn hay cái gì không? Có làm hài gì không mà sao tự nhiên bên đây dạ, tới không. Đây tụi em đam mê thôi chứ tụi em chưa có từng đi diễn đâu hết. Nhỏ này đẹp quá trời nè. Rồi có người yêu chưa? Dạ có rồi. Có rồi hả? Uổng quá. Trong nhóm luôn đó. Trong nhóm luôn hả? Ông này phải không? Phải không? Nhìn bí mật. Hai người mặt, hai người này giống nhau nha. Cái mặt giống phu thê nha. Dạ, tại sửa giống chỗ. Hai con bé này cũng giống chị em nữa. Giống dạ, chị em. Ủa thiệt hả? Dạ, chị em. Đứa nào cỡ lớn hơn? Dạ em. Giống y chang hai cái mặt giống. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 18 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Con bé kia? Dạ em 18. Ủa gì sao lớn hơn? Dạ không, sao? Bạn gì? À là à. Bạn gì? Dạ. À, là vai thì lớn hơn đúng không? Dạ. Rồi bạn này là làm gì? Dạ em làm chung luôn. Em làm make up luôn. Bạn đó là... quản lý ba bạn này. Dạ không, teacher của tất cả mọi người. Teacher, ok, hello teacher. À. Hình thức là đẹp lắm rồi đó. Lát ráng ra diễn gì dễ thương nha. Có mời anh Nguyễn Quy xuống diễn chung không? À. Hứa tôi nha, không có la, không có chửi nhau gì nhẹ nhẹ. Chửi, có chửi, nếu mà trong tình huống có chửi thì phải chửi chứ gì lịch sự dễ thương nha. Dạ. Dạ. Bộ đồ đang thiện cảm lắm đó nha. Dạ. Dạ. Rồi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Hoa hậu xin mời các người đẹp. Sao có ba đứa em vậy? Dù gái hay trai, chỉ nhiêu là đủ. Mời em thí sinh đầu tiên. Giới thiệu đi em. Dạ thật sự tên em rất là con gái luôn. Em tên gì? Em tên Nữ. Wow, để em đoán thử nha. Tiểu Nữ. Tiện Nữ. Tiểu Tiện Nữ. Vậy em tên gì em nói luôn đi. Dạ gái trời là Nữ. Vậy em là con trai. Không không không, tụi nó. Ê. Nếu em đạt ngôi vị cao nhất của chương trình em sẽ làm gì? Dạ em sẽ dùng tiếng nói của mình để giải cứu thế giới. Nơi nào có tự tông, nơi đó có bóng. Bóng chị, bóng em, bóng dáng tụi em. Hai triệu ạ. Một số tiền giao lưu nhẹ. Không phải giao lưu. Không hiểu vì sao hả? Cười là tại nó làm gì vậy trời. Xin lỗi tụi em. Mấy bà làm cái gì vậy? Tại vì cái luật chương trình là cười là trúng tiền. Mà đây tôi cười không phải là vì tụi em làm vui. Mà tôi cười tôi không hiểu tụi em làm cái gì á. Mà tôi không nghĩ là tụi em dám làm những cái chuyện vừa rồi đó. Nãy giờ trong tiết mục vừa rồi là cái bạn nam này là ngon lành nhất đó nha. Dạ em cảm ơn nha. Giọng nói đẹp đàng hoàng đó nghe. Bà là hơi diễn quá đó đó. Cái gì nó phải chân thành nó mới vui. Chứ còn diễn quá đâu có vui. Rồi được vòng một rồi nó suy nghĩ làm cái thứ hai nè. Làm không? Lấy cái gì mà nó đơn giản mà nó đời đời cái coi. Cái gì mà nó phải thông minh, nó nói rằng ta đoán không được á. Dạ, tại vì tụi em cũng bận công việc á, thời gian gấp rút quá, tụi em chuẩn bị mấy tiết mục mà giống như
Nó diễn không à? Nó thiên về biểu diễn. Dạ, đúng rồi. Nó không có... Em sợ nó không có... Nếu đã thiên về biểu diễn thì lựa cái nào thông minh, hay nhất mà cảm thấy nhịp nhàng, chắc nhất, làm. Nếu mà thông minh là hôm qua được anh Thành với anh Giang rồi. Trời ơi, thông minh hơn anh thì em ngồi đây rồi. Trời ơi, ngang ngược quá. Tụi em dừng tại đây đi, tụi em sẽ diễn tiết mục sao tặng đâu này. Dạ. Dừng lại và diễn tặng ạ. Cũng được. Dạ. Ok. Thời gian 60 giây bắt đầu. Mẹ ơi, con tắm cám con mẹ nè. Vô đi con, nhà không có cửa. Nhà không cửa, nhà quan hay sao á? Đây, mẹ vừa hoàn thành xong tác phẩm một cái giếp này để mẹ mặc lên cho con. Mặc mặc mặc, phụ mẹ con, phụ mẹ con. Quá đẹp. Dù quá, gì lòi lấm chừng vậy? Lòi thiệt. Ủa em thấy nó cũng đẹp mà. Mày bận đi, giờ mày mặc không? Không. Mày mặc hả, mày mặc hả? Không. Mày quắc tay tao chi? Ý là đi đốt đi, đi chôn đi á. Chôn đi mẹ ơi, xấu quá, mày mai xấu quá mày bận mẹ ơi. Thôi gì để tao mặc. Dạ, cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Mặc bộ đồ lộng lẫy, thấy không? Trang điểm động trời, thấy không? Mà diễn cũng hết hồn. Rồi, tặng quà cho mấy đứa. Giải thưởng 2 triệu. Kỷ niệm nha. Rồi, có thấy không anh được không ạ? Cảm ơn em. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời đất ơi. Xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với đêm gala của Thách Thức Danh Hài mùa 6. Ôi giời ơi, mà video quay gì mà chán thế. Mà con ơi, bảo nó là mỗi lần quay video thì chỉ quay hai cái cánh tay thôi, chứ mà quay cả người như thế này thì người nó siêu to khổng lồ, thế nó phản cảm thì các cháu nó không xem đâu. Làm gì đây vậy? Còn cái người này, từ trước tới giờ anh giả vờ yêu với em đúng không? Xin I feel your love, you were my number one love. Xin đừng nhanh như chớp, yêu rồi gặp mặt đi. Đón xem tập 13 Thách Thức Danh Hài mùa 6 phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư ngày 1 tháng 1 năm 2020 trên kênh HTV7.